Tiểu sử MC Hoàng Linh. Cuộc hôn nhân bất hạnh của MC Chúng Tôi Là Chiến Sĩ và Hạnh Phúc Bên Gia Đình Thứ Hai. MC Hoàng Linh, tên thật là Nguyễn Hoàng Linh. Cô sinh ngày 27 tháng 11 năm 1985 tại Hà Nội. Cô là một trong những MC nổi tiếng nhất của đài truyền hình Việt Nam. Hoàng Linh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Khi cha của cô là một nhà báo, mẹ là một diễn viên, nên từ nhỏ Hoàng Linh đã tiếp xúc với nghệ thuật và luôn mong muốn được trở thành một người dẫn chương trình. Năm 2004, Hoàng Linh thi đỗ vào khoa diễn viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Trong thời gian học đại học, cô đã tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như diễn kịch, đóng phim hay dẫn chương trình. Năm 2006, khi đang còn là sinh viên năm thứ hai, Hoàng Linh đã được tuyển chọn làm MC của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Đây là một chương trình truyền hình thực tế về đời sống của các chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Hoàng Linh sau đó đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt MC được yêu thích nhất của chương trình. Cô được đánh giá cao bởi khả năng dẫn chương trình linh hoạt, tự tin và duyên dáng, nụ cười tỏa nắng. Nguyễn Hoàng Linh ghi dấu ấn với khán giả xem truyền hình bởi sự bản lĩnh, thông minh, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Ngoài đời, MC Hoàng Linh gây ấn tượng nhờ lối sống hiện đại, phong cách trẻ trung, năng động. Trong suốt 15 năm dẫn chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Hoàng Linh đã có cơ hội ghi lại nhiều hình ảnh chân thực và thực tế về đời sống của các chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Cô đã đóng góp một phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ đến với đông đảo khán giả. Ngoài chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Hoàng Linh còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình khác như chương trình Giờ Thứ 9, Chào Buổi Sáng hay Cuộc Hẹn Cuối Tuần. MC Hoàng Linh từng có một cuộc hôn nhân với MC Trung Nghĩa. Họ kết hôn năm 2012, có với nhau hai người con trai sinh đôi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc vào năm 2018. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, Hoàng Linh đã tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con cái. Cô vẫn luôn giành được sự khán giả yêu mến và ủng hộ. Giờ đây, MC Hoàng Linh đang hạnh phúc bên người chồng thứ hai của mình, đó là đạo diễn Trần Mạnh Hùng. Hoàng Linh và Mạnh Hùng quen nhau khi cả hai cùng làm việc tại VTV. Họ có mặt trong ekip Chúng Tôi Là Chiến Sĩ từ những ngày đầu tiên. Sau khi tái hôn, cuộc sống của MC Chúng Tôi Là Chiến Sĩ luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Cho dù tính cách của cả hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cô chia sẻ lại thu hút và bù trừ cho nhau. Mới đây, trên trang cá nhân, MC Hoàng Linh chia sẻ khoảnh khắc vượt cản thành công. Cô và gia đình hạnh phúc đón con gái nhỏ tên là Trần Tuệ Linh chào đời. Trong suốt sự nghiệp của mình, Hoàng Linh đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng người dẫn chương trình xuất sắc nhất của giải thưởng truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, giải thưởng người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc nhất của đài truyền hình quốc gia năm 2012, giải thưởng người dẫn chương trình được yêu thích nhất của giải thưởng Mai Vàng năm 2014. Hoàng Linh là một trong những MC nổi tiếng nhất của đài truyền hình Việt Nam. Cô đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đài truyền hình Việt Nam. Hoàng Linh là một MC dẫn chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ lâu dài nhất. Với hơn 15 năm gắn bó, cô đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Hoàng Linh được đánh giá cao bởi khả năng dẫn chương trình linh hoạt, tự tin và duyên dáng. Cô có nụ cười tỏa nắng. Hoàng Linh đã dẫn dắt thành công nhiều chương trình truyền hình khác nhau, từ chương trình truyền hình thực tế đến chương trình giải trí và thời sự. Hoàng Linh là một trong những MC được yêu mến nhất của khán giả Việt Nam. Cô luôn được khán giả ủng hộ và tin tưởng. Hoàng Linh là một MC tài năng và thành công. Cô là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả những chương trình truyền hình hấp dẫn và chất lượng.